Thưa quý vị, xem tử vi tuổi Dậu tháng 2 âm lịch năm 2022 được lộc chờ cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Vâng, Diễm Quỳnh xin được chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác, điều đó đôi khi khiến cho họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những gia chủ tuổi Dậu luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của những người khác. Và cũng chính nhờ lòng tốt bụng luôn luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch này. Trong tháng 2 âm lịch này, bản mệnh luôn được xuôi trèo, mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đến mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 2 năm 2022, vận trình của người tuổi Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 2 cho tuổi Dậu, trên phương diện sự nghiệp gặp khó khăn bủa vây, cạm bẫy răng lối. Người tuổi Dậu làm việc vất vả hơn, mất công mất sức mà chưa thể thu được về kết quả như mong đợi. Dưới tác động của cục diện xung khắc, người tuổi Dậu làm gì cũng một thân một mình, không có người thân hay bạn bè giúp đỡ. Người làm công ăn lương bấp bênh với công việc hiện tại, gặp nhiều thị phi tại nơi làm việc, không được cấp trên công nhận, nên bạn phải thật sự bình tĩnh để giải quyết mọi công việc, tránh để cảm xúc lấn át, làm hỏng việc lớn. Người tự chủ kinh doanh buôn bán cũng không khởi sắc hơn, gặp nhiều bất lợi. Tệ hơn, có dấu hiệu bị hãm hại, chèn ép bởi đối tác, thận trọng trong hùn hạp làm ăn, kẻo tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc bất lợi nên tài lộc cũng giảm sút trông thấy, xung khắc địa chi, ngăn cản nhiều cơ hội làm giàu dù đã ở trước mắt. Trong tháng kiếm tiền đã khó khăn, tiền làm ra lại càng khó giữ. Bạn sẽ phải chi tiêu rất nhiều các khoản lớn, nhỏ và việc sinh hoạt gia đình cũng như công việc làm ăn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính. Kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng, ế ẩm. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư. Khả năng cao không thu hồi được vốn, nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Dậu tháng này không tốt, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến cho gia chủ phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, giảm sút thị lực. Vì thế, quý gia chủ cần phải học cách cân bằng giữa công việc và học tập, nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, tinh thần, nên kết hợp với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường thể lực. Các quý gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo.
Tháng này về phương diện tình cảm gia đạo không được tốt với những người tuổi Dậu, chủ về gặp chuyện buồn, thiếu hòa khí. Người độc thân dù được có một vài cơ hội gặp gỡ người khác giới do người lớn tuổi giới thiệu, nhưng nam nữ vẫn khó tìm được người ưng ý, các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng, đi rồi khó động lại. Những gia chủ tuổi Dậu đã yên bề gia thất tháng này dễ xảy ra các cuộc tranh chấp, cãi vã có lớn có nhỏ, khiến tình cảm rạn nứt, không khí gia đình không được yên ấm. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn e rằng khó mà thành đôi. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm 2022, tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Tháng này có sự tương khắc bất lợi cho những người tuổi Đinh Dậu, chủ về khó khăn, gặp mọi sự bất lợi. Công việc làm ăn của gia đình gặp phải đủ chuyện rắc rối bất lợi, hoạt động kinh doanh trì trệ do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại. Về gia đạo thì bất ổn, thiếu hòa khí giữa anh em, con cháu trong nhà, thường xuyên xảy ra lục đục cãi vã, thời gian cuối tháng mọi việc sẽ có thể tươi sáng hơn. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tháng này nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dậu sinh năm 1969 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến cho sai sót lại càng dễ dàng xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ sa ngã khiến cho hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tháng này tình hình sức khỏe của người tuổi Dậu sinh năm 1981 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần phải hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập ra những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, đường số dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần phải hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Tháng này, tình hình sức khỏe của người tuổi Dậu sinh năm 1993 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần phải hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Năm 2022 là một trong những năm quan trọng của gia chủ trên phương diện học tập. Đối mặt với kỳ thi đại học, bản mệnh cần phải hết sức tập trung, cố gắng, dù gặp phải khó khăn cũng không nên nản chí. Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng càng cố gắng bao nhiêu thì bạn lại càng gần với ước mơ của mình bấy nhiêu. Trong chuyện gia đình, mối quan hệ giữa bản mệnh và cha mẹ dễ nảy sinh mâu thuẫn xung đột. Bạn không nên đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, gạt bỏ lời khuyên nhủ của người lớn tuổi. Học cách lắng nghe những người đi trước, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Ngoài ra không nên để chuyện tình cảm lứa đôi gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính. Hãy xác định việc cần làm trước mắt của mình là gì để có hướng phấn đấu phù hợp. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành mộc cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3,
Năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.